Xin chào, chào mừng các bác đã quay trở lại với Thanh Tâm Audio. Như thường lệ, những bộ dàn bên em mới về, bên em sẽ lên clip đầy đủ để test cho các bác ở xa, như các bác có thể không có điều kiện để đến test dàn tận nơi, cho các bác biết được hình thức cũng như là tên của bộ dàn và những cái thông số, những khả năng chơi nhạc của bộ dàn đó để các bác đưa ra quyết định mua hàng. Và đây cũng là những cái video để các bác có thể đang tìm hiểu cho những mình những cái bộ dàn chơi cho phù hợp, có thể tham khảo qua. Tất cả những cái thông số cũng như những công nghệ và tính năng em nói có thể là nó sai hoặc có thể nó thiếu sót thì anh em thông cảm bỏ qua giúp em. Bộ dàn hôm nay các bác đang được nhìn thấy trước mặt đây là bộ dàn có tên Denon F107. Thì cái dòng F của Denon nó trải qua rất là nhiều cái mã sản phẩm khác nhau rồi. Từ cái những cái mã Denon F với đời 2 số nên tới Denon F đời 3 số thì đã có những bộ F102 này, F103 này, F107 và em nhớ không nhầm là có cái F109 nữa. Bộ Denon F107 gồm hai thớt rất là đẹp, về hàng rất là đẹp. Đây là một bộ được nằm trong phân khúc size mini nhưng mà nó có một cái kích thước cũng gần lớn như size chung nhưng mà nó lại lớn hơn mini nên là có thể phân loại nó nằm ở giữa và có thể tạm gọi nó là size mini cũng được. Hàng về bên em gồm hai thớt CD và âm ni như hình đây và cặp loa Zin FC107SG như các bác đang nhìn thấy. Các bác có thể nhìn thấy cặp loa này và hình dung tới cặp loa huyền thoại Denon SC303 của hãng. Cũng đúng thôi, tại vì là cái cặp loa này có thiết kế rất là giống với cái cặp loa 303. Chỉ khác một điều đó là công nghệ làm nên bộ loa cũng như cái chất liệu mà bộ kia nó có giá đắt hơn. Bộ này cũng có một cái kiểu thiết kế loa cũng như là âm đi rất là mang cái thương hiệu Denon. Cái thiết kế của âm ni và CD này các bác có thể thấy gặp trên những cái con âm ni và CD dân dụng của Denon rất nhiều. Đó là nó sản xuất cùng năm và cùng cái đời thiết kế của cái bộ sản phẩm này. Rồi em sẽ xin đi vào giới thiệu chi tiết về cái âm ni, khả năng chơi nhạc của âm ni cũng như là khả năng đọc đĩa và những cái tính năng có trên CD. Để em zoom gần hơn cho các bác tham khảo về hình thức của cái bộ dàn này. Cặp loa SC107SG này về rất là đẹp. Loa có dạng hai đường tiếng, chép đôm lụa và một cái bát hình nõm vào, không có chóp. Đây các bác thấy đấy, chân ốc còn sáng quắc. Đó, những cái bụi như đấy là do em chơi lau thôi. Các bác nào mua về thì mang băng dính và dính nó ra. Cặp này được dán giả vân gỗ rất là đẹp, không xước sát gì. Cặp loa về em đánh giá khoảng 98%. Loa về đầy đủ EK, chép căng mọng, các bác có thể thấy. Cặp loa này có công suất tối thiểu là 60W và đánh căng đét thì được 120W. Và nó có độ trở kháng là 6 ohm. Cũng thích hợp để ghép với cái con âm ni này. Âm ni này thì có cái trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Các bác có thể thoải mái ghép những cặp loa ngoài chơi mà không hề lo cái sự yếu ớt hoặc là không đủ tải của cái âm ni. Đây bây giờ em sẽ xin giới thiệu cái âm ni. Nó thuộc cái model size mini nhưng mà nó lớn hơn mini một chút. Và Denon cũng thiết kế ở trên mặt âm ni có những cái khe tản nhiệt như này. Nội thất ở bên trong cũng rất là gấu. Các bác có thể tra Google để ra xem qua cái nội thất của nó. Nhìn vào cái âm ni này các bác có thể thấy là rất là buồn cho nó, tại vì nó bị một cái lông chuột nhỏ ở đây, nhỏ như cái tóc gì đây, xước ở đây, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì với cái tổng thể của bộ dàn. Đó các bác có thể thấy mã là âm ni DRA F107 AM và FM Stereo Receiver. Đó, đây là cái nút nguồn nhá. Nút nguồn thì nó có một cái đèn đỏ ở trong báo như này. Đây là nút chuyển xuồng, các bác có thể thấy nó có thể có chức năng tuner này. Đó, follow này, nguyên một đường follow băng cối này, một đường aux này, một đường tape này, đường md này, và CD và USB ở đâu thì tí em sẽ giới thiệu. Đó, các bác có thể thấy trong một cái size dàn mini mà nó có được hỗ trợ đầy đủ tất cả những cái cổng kết nối để các bác kết nối các thiết bị ngoại vi như cả thiết md hay tape đều có hết, thì con này quả là một cái con dàn mini mà rất là nhiều cái cổng vào. Ngoài ra mặt trước các bác có thể thấy thêm một cái nút, đó là nút port tape in. Thì cái nút này là nút để cắm cái máy nghe nhạc của các bác vào đấy, để nó đọc luôn đằng trước vào, cắm bằng cái jack 3.5. Đây là nút phone 3.5 để ra ngoài cho dành cho những người yêu tai nghe và sử dụng tai nghe là nhiều.
À, đây là nút SBS to, là cái nút có thể điều khiển những cái tính năng như bật cái chế độ SDB này, hoặc là chế độ chỉnh bát này, chép này. Bát chép của con này có thể chỉnh dương 8 và âm 8 nhé. Đó. Ba lăng này. S-Direct là chế độ công nghệ âm thanh độc quyền của nó, thì nếu mà các bác thích nghe trực tiếp từ CD lên thì các bác có thể để chế độ đấy. À, đây là tính năng tuner này. Đó, đây là cái nút dò sóng của cái tuner này. Đó, các bác thấy đấy. Ở đây nó sẽ tự động. Ok, đây là tự động dò sóng này. Bây giờ em sẽ thoát ra khỏi cái chế độ này đã. Em sẽ giới thiệu cái này sau đây. CD. Ok. Như đã giới thiệu, con Omni này có được trang bị rất là nhiều những cổng kết nối đằng sau của nó, và nó có được cũng được tích hợp cái hệ thống chân jack cắm loa theo tiêu chuẩn, có thể cắm jack bắp chuối hoặc có thể kẹp dây tùy ý của cái người sử dụng, và cắm loa cũng như thế, không phải là dạng kẹp của những trên những cái bộ âm thanh mà bé tiền. Đó, tiếp theo là cái CD. CD rất là đẹp, các bác có thể thấy thiết kế của CD với cả Omni nó đồng bộ với thiết kế. Đây cũng là một được điểm nhận dạng của tất cả các dàn âm thanh mini cũng như sa chung nói chung. À, nó cũng được trang bị đầy đủ những cái nút cứng tính năng như đây, được mạ inox sáng bóng. À, bên này cũng có một nút nguồn và cái tính năng USB ở trên cái Omni đấy, chính là cái tính năng này ở dưới CD này. Các bác có thể thấy này, có thể chuyển sang tính năng USB. USB thì có thể, đây là cái điểm, đây là cái cổng đọc USB. USB này các bác cắm USB nó cũng đọc, mà các bác cắm cái dây sạc iPhone, thiết bị như iPhone này cắm vào thì em cũng sẽ test cái đường này cho các bác. Nó vừa có cái tính năng là sạc cho thiết bị iPhone hoặc iPad và đọc đơn được nhạc ở trên đấy. Các bác phải chuyển sang chế độ USB nhá. Đó, bây giờ cái chuyển sang thì nó sẽ báo, nó sẽ dò thiết bị, và nếu mà không có nó sẽ báo là no device. Đó, bây giờ chuyển sang CD. À, cơ đĩa của con này cũng rất là khỏe và nhạy. À, các bác thấy rất là nhanh, đóng mắt rất nhanh. Giờ em sẽ test cho các bác nghe một cái đĩa. Âm thanh của con này cũng rất là hay. Nếu mà các bác nào chơi ở phòng khoảng 25 đến 3m2, 30m2 thì nó vẫn chơi tốt. Dàn này thì bên em về cũng kèm một cái khiển zin theo dàn như thế này nhá. Đi lang thang trên đường xưa phố vắng đêm dài. Tình nào buồn xin cho tôi. Đây là xin một đêm với giấc mơ thôi. Chỉnh chế độ. Còn đâu mà mong nhớ khi tình yêu vỗ cánh đi rồi. Khi gọi tên. Đây là cái chế độ mà các bác có thể tùy chỉnh được cái những cái tính năng về bát chép theo ý thích của mình. Còn lại trong cơn đau nghe mùa thu lá úa rơi nhỉ. Mộng đau đời xin bao nhiêu nay chìm trong giá buốt bao nhiêu. Cuộc tình ấy tìm đâu thấy ôi hình dung. Dù thân gió núi mây ngàn có bao giờ quên nỗi ly tan. Xin tôi xin làm người tình có đơn bên cạnh một người, một người theo cuộc tình mới. Xin tôi xin làm người tình
trọn đời này, trọn đời theo từng đường cuối. Em nghe trăng qua sương đêm, tôi gọi em trong vắng im, tôi tìm em với con tim. Dù một ngày em bơ vơ như loài chim gãy cánh bên đường, dù một ngày em buông xuôi đi về bên thế giới đau thương, dù sao nữa hồn tôi vẫn như vừa trong ánh mắt nay buồn, như vừa hôn mái tóc xanh mềm, như ban đầu tình mới trao.
chạm nhầm vào dây USB.
Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xòa vai mềm. Thể loại nhạc nước ngoài cuối cùng thì em xin test qua cái đường chơi USB từ điện thoại cho các bác xem luôn. Đó, khi cắm vào nó tự động nó chuyển trên CD, nó tự động nó chuyển sang chế độ USB luôn. Và nó báo là remote iPod, cũng nghĩa là mình hãy điều khiển trên đấy đi. Nghe bài Some Dream của Alan Taylor. Carried away on the wind and never dreamed at all. Some dreams tell lies, some dreams come true. I've got a whole lot of dreams I can dream for you. If not for me, if not for you, I'd be dreaming all day, I wouldn't know what to do. I'd hang around, I'd lose my way. I'd put off what I couldn't do for another day. Some dreams are big, some dreams are small. Some dreams are carried away on the wind and never dreamed at all. Some dreams tell lies, some dreams come true. I've got a whole lot of dreams I can dream for you. I've spent my life hung up on dreams. I float along like a summer cloud, so it seems. I get it wrong, most things I do. But I can write a song, this one's for you. Some dreams are big. Các bác có thể thấy tiếng đàn của Alan Taylor và giọng hát của ông nghe rất là ma mị, rất là hay. Và khả năng giải mã từ cái nguồn YouTube qua cái CD và âm ly này nghe chất lượng cũng rất là tốt. Cũng là một trong những cái bộ dàn mà em thấy là nhiều bác quan tâm về cái tính năng USB. Như các bác cũng đã theo dõi từ đầu đến giờ, đây là bộ dàn đến ông F107 và loa zin. Bộ này em bán ra kèm cạn zin, hai dây loa, một dây AV 5.5 và một CD test đang có giá là 11.5 triệu. Bạn nào quan tâm có thể liên hệ số điện thoại của em đặt dưới bài viết này và mua hàng. Bộ này em chỉ có duy nhất một bộ thôi nên bác nào liên hệ sớm thì em sẽ bán. Xin cảm ơn các bác.
và hẹn gặp lại.